bạn, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của dòng Delta thông minh đó, của hãng iWow, đó là dòng Delta i7. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Sẽ mãi yêu chỉ anh đây từ khi em qua nơi này, lòng anh thế vui biến mây. Rồi nắng sớm mai em vẫn chưa vời, còn tiếng vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Sản phẩm của chúng ta bao gồm đồng hồ, cáp sạc và một catalog hướng dẫn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về sản phẩm này. Thì sản phẩm này được thiết kế như là iWatch, mặt đồng hồ vuông ha. Ở phía sau thì có gắn con chip đo sim, thì ở đây nó có thể hiển thị ngày tháng, bước đi, calo, năng lượng calo tiêu hao ha, khoảng cách và đo nhịp tim. Theo bên trái thì cái này chúng ta có thể đọc được tin nhắn. Này vuốt dọc thì cái này là chỉnh báo thức, tìm điện thoại, đo nhịp tim, đồng hồ. Hiện tại thì mình chỉ có thể test cho các bạn các tính năng của chiếc đồng hồ này, còn lại thì bên mình sẽ làm video hướng dẫn trải nghiệm về sản phẩm này. Sản phẩm này thì chúng ta có thể thông qua hệ điều hành iOS và Android, thì thông qua Bluetooth chúng ta có thể kết nối với nó. Thì sản phẩm này được bán tại công ty Chính Tài. Xin chào và hẹn gặp lại.